Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay shop đồ bẫy em xin phép được giới thiệu mẫu mẹt đánh bìm bìm ạ. Mẹt này là mẫu mẹt đôi nhá, gọi là mẹt hai mặt cho dễ ạ. Hiện tại cái mẫu này bên em đang xả nhá, là 600.000 một chiếc. Hiện nên hàng xả thì bên em sẽ không bao ship ạ. Các bác nhìn nhá, hàng bên em chỉ làm hàng inox thôi. Sơn ngụy trang màu đen này. Cái mẹt này các bác vừa đánh đất vừa treo cây nhé, rất là thuận tiện. Lưới bên em là dùng lưới đan tay nhé, các bác không lo chạy mất đâu, thoải mái chứ không phải lưới mảnh cắt ghép vào nhé. Bác nào quan tâm đến cái mẫu mẹt này thì có thể liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nhé. Số lượng em xả không có nhiều đâu ạ, nên bác nhanh còn chậm hết nhé. Bác nào nhanh tay thì được ạ. Vâng, em xin cảm ơn và chào các bác ạ.